xin chào quý bà con. Xin giới thiệu quý bà con một chiếc máy nhồi bột mì ha. Thì đây là thiết bị không thể thiếu trong các cái dây chuyền làm bánh, hay còn gọi là máy đánh bột ha. Thì máy này giúp cho quý bà con tiết kiệm khá là nhiều thời gian và công sức ha. Chất liệu inox bền, tuổi thọ cao, hoạt động ổn định và êm ái ha. Thì mỗi mẻ trộn chỉ mất tầm khoảng từ 5 đến 10 phút là xong một mẻ trộn ha. Sử dụng nguồn điện là 220V gia đình hoặc là 3 pha 380V công nghiệp đều được ha. Thiết kế kiểu dáng hiện đại, tính thẩm mỹ cao ha. Thì ngoài ra chúng tôi còn cho lắp đặt biến tần để điều chỉnh tốc độ. Ngoài dùng để đánh bột, máy còn sử dụng để đánh trứng hoặc là quét chả cá đều được ha. Máy nhồi bột do Inox Hải Dương trực tiếp sản xuất và phân phối trên toàn quốc với đa dạng công suất mẫu mã. Thì ngoài ra chúng tôi còn nhận gia công theo yêu cầu của khách hàng ha. Giá cả phải chăng, phù hợp với nhiều quy mô sản xuất của quý khách hàng. Thì nếu có nhu cầu thì quý bà con cứ liên hệ trực tiếp qua số hotline 0969970328 để được tư vấn và báo giá, hoặc truy cập website maytrộncongnghiep.vn, maytrongbot.vn đều được ha. Xin chào quý bà con và hẹn quý bà con ở những video tiếp theo ạ.